Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Hy Lạp. Điện tín cho Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, có viết rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn khi nghe tin thảm cảnh các vụ hỏa hoạn tại Hy Lạp. Ngài liên đới với các nạn nhân và phó thác những người đã chết cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ chính quyền dân sự và các nhân viên tiếp tục công tác cứu trợ và khẩn nài Thiên Chúa an ủi và củng cố mọi người. Như chúng ta đã biết, mấy chục vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Ai Cập, đặc biệt tại thành phố nghỉ mát Mati, đã khiến cho hơn 100 người chết và 1.500 căn nhà cũng như hàng trăm xe hơi bị thiêu rụi. Chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang 3 ngày. Mati là thành phố du lịch nằm cách thủ đô Athens 49 cây số về mặt đông bắc và có số người chết cháy đông nhất. Họ bị kẹt trong nhà và trong xe hơi trên đường trốn chạy. Tại Attica, tình hình cũng nghiêm trọng và cũng có mấy chục người thiệt mạng. Đức cha Sebastian Rosolatos, tổng giám mục Athens, chủ tịch hội đồng giám mục Hy Lạp, cũng bày tỏ đau buồn trước tai nạn trên đây. Ngài nói, các sự kiện như thế này phải khiến cho chúng ta đặt câu hỏi liên quan tới việc bảo vệ và tôn trọng môi sinh cũng như các luật lệ xây cất. Không thể xây cất bừa bãi mà không có sự kiểm soát và giấy phép cần thiết. Các tai ương loại này xảy ra cũng bởi các hành động vô trách nhiệm của con người. Các toán cứu trợ Pháp, Đức và Đan Mạch đã đến Hy Lạp trợ giúp lực lượng cứu hỏa cũng như đến Thụy Điển để dập tắt các vụ cháy rừng chưa từng thấy tại đây.